Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay á, clip hôm nay mình sẽ nói cho bà con về công tác mà làm bồn nè, rồi cái thứ hai là làm cành và chuẩn bị chúng ta bón cái phân gì cho vụ hoa 2019 này. Thì thật sự á, là clip này mình sẽ nói rất là kỹ cho bà con đối với đầu vụ 2019 này. Thì đối với những bà con chúng ta á, thì hồi giờ chưa canh tác với cây bơ búp á, thật sự rất là bỡ ngỡ và không biết là bắt đầu từ đâu. Thì hôm nay mình sẽ quay clip này bắt đầu là từ lúc mà làm cành, cào bồn, bón phân và bón những loại phân gì á, từ ban đầu á, thì mình sẽ hướng dẫn rất là kỹ cho bà con để tránh tình trạng một số bà con chúng ta sẽ bỡ ngỡ là không biết bón phân gì, bón hàm lượng bao nhiêu và làm như thế nào đối với cây bơ bắt đầu làm hoa, làm nụ, làm quả. Thì hôm nay mình sẽ nói rất là chi tiết cho bà con. Thì về đầu tiên á, là cái việc cào bồn và bón phân. Việc cào bồn đã xong rồi á, thì công tác bón phân. Thì về bón phân á, thì mình khuyên bà con á, thì đầu tiên đó là đối với những cây bơ mà sung nha, mình giải thích trước đó, đầu tiên là với những cây bơ năm 2018 mà sung sức, không đậu hoa đậu trái đó, nhưng mà cây chúng ta nhìn vẫn có lực đó, thì bà con có thể là bón cho mình lăn và kali thôi. Mình sẽ giải thích trước là về cái cây bơ mà thu hoạch sớm mà cây vẫn sung, trong khi đó cây vắt gọn đều rồi, thì chúng ta chỉ bón lăn và kali. Vì đây mình chỉ phân chia theo những cây bơ khác nhau, tùy tán khác nhau nha. Đối với cây bơ bút 3 năm thì chúng ta sẽ bón với hàm lượng là 4 kg lăn tùy tán, 4 kg lăng và nửa ký kali. Sau khi cào bồn xong á, chúng ta bắt đầu tiến hành lấy răng chúng ta rải đều xung quanh gốc. Thì trên clip mình cũng hướng dẫn trực tiếp cho bà con xem á, về công tác thứ nhất là rải lăng. Việc mà rải lăng này á, thì mình cũng thứ nhất là mình lấy theo quan điểm cá nhân của mình chia sẻ cho bà con nha. Tùy vào vườn và tùy vào cây trồng chúng ta thì có cái lượng phân bón cơ chế nó khác nhau. Chúng ta phải xem được dàn lá của cây và cây có khỏe không, chúng ta mới bón cái lượng phân nó cân đối. Nếu cây chúng ta thiếu hàm lượng gì thì chúng ta bón thêm phân đó, chứ không nhất thiết vườn nào cũng phải bón lăng không. Thì cái này là tùy vào vườn thì mình chia sẻ riêng. Thì với kinh nghiệm mình á, thì mình chia sẻ tùy vào cây, tùy vào vườn, tùy vào khu vực mà chúng ta có những cái thời điểm bón phân nó khác nhau, để cho tránh tình trạng mà chúng ta cây chúng ta nó quá yếu mà chúng ta bón phân không cân đối thì dẫn đến cái tình trạng mà sau lúc mày ra hoa, hoa sẽ kém cỏi và còi cọc, thì dẫn đến tình trạng mà đậu hoa sẽ kém đi. Thì đó là cái việc đầu tiên mình nói về việc bón lăng. Còn đối với những vườn á, trên clip này mình quay những vườn là họ đã thu hoạch sớm và tiến hành là làm hoa sớm để cho cây nó có khỏe, có lực, thì mình bón lăng trước. Thì đúng như lịch á, thì tùy vào khu vực, nhất là khu vực mình nhắc trước á, là khu vực Bình Phước và khu vực Gia Lai với Lâm Đồng á, là những khu vực này là sẽ khu vực làm hoa đầu tiên và sớm nhất, do tỷ lệ nắng ở những khu vực này nó chiếm tỷ lệ nhiệt độ rất là cao. Mình nhắc lại là những bà con đang xem clip này ở khu vực Bình Phước thì chúng ta tiến hành có thể là bón phân và chuẩn bị xiết nước giai đoạn này là hợp lý rồi. Thì clip này mình quay là ngày 25 tháng 10 2018 dương lịch, thì khoảng cỡ tầm khoảng 10 ngày nữa thì bà con chúng ta có thể khu vực Bình Phước thì chúng ta có thể làm được rồi. Còn những khu vực bơ đang có trái á, thì bà con có thể chuẩn bị sắp chữa, chuẩn bị bán á, thì bà con có thể quan sát cây của mình. Nếu mà thiếu dinh dưỡng á, thì bà con có thể bổ sung NPK để cho ra hết cơ đọt cuối cùng này, để cho công tác chuẩn bị làm hoa cho nó đạt. Cái đó là mình chia sẻ về công tác bón phân. Thì cái này là mình đang trên clip á, là mình đang hướng dẫn nông dân là đi bón lăng, sau đó là bón kali. Thì về cái này á, thì bà con có thể bón một lần cho mình cũng được, để cho đỡ mất công bón hai lần. Thì cái này mình chưa hướng dẫn bà con là bón hai lần cách nhau 15 ngày và bón xong rồi tưới nước liền luôn. Là sau đó thì tùy khu vực nha. Hiện tại thì năm nay lượng mưa rất là nhiều và hiện tại đang dự kiến sẽ có 1-2 cơn bão tới nữa. Thì sau khi bón phân xong á, thì mình sẽ hướng dẫn tiếp bà con quan sát cây chúng ta nó có già đọt đều hay không, hay là đọt có phát nữa hay không. Thì nó sẽ từ vào tình trạng của vườn mình nói. Thì ở clip 2018-2017 á, thì mình đã chia sẻ là phun thuốc chặn đọt hãm ngọn từ giai đoạn nào. Nhưng mà với 2019 mình sẽ hướng dẫn từ từ và theo từng giây tiết, để cho một số bà con chúng ta bỡ ngỡ là không biết làm ở giai đoạn nào thì nó hợp lý. Thì đó là công việc bón lăng. Và cái thứ hai nữa là bón kali. Thì cái lượng kali thì cũng tùy theo tán nha. Thì đối với cây bơ mà 3 năm á, thì mình cho bà con bón khoảng nửa ký kali, cũng rải đều xung quanh gốc. Sau khi rải đều chúng ta tiến hành tưới nước.
Thì cái đó là mình cũng hướng dẫn bà con đối với những thời gian đoạn này, ngày mình đang quay thì thời tiết nó đang nắng nên mình tiến hành bà con làm luôn. Cái việc quan trọng nhất là cành chồi nha. Thì ở những cây bơ á, mình quay bà con xem nè, toàn bộ những cái cành này, cây bơ này thu hoạch xong á, mình làm cành rất là thông thoáng và đều. Thì bà con để ý coi, tất cả cái bơ này rất rất là thông thoáng và sạch bệnh, cành chồi lá rất là xanh đều và đẹp. Có những cái bơ đang rằng lá non nhưng mình quay bà con xem á, chưa có già nên mình tiến hành bón phân là từ từ cho dinh dưỡng nó già đọt luôn và tiến hành làm hoa. Thì mình tính từ đây tới Tết chỉ còn có 3 tháng nữa là cây bơ chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là phân hóa mầm hoa. Thì trong thời gian sinh trưởng sinh thực và ngủ nghỉ của cây bơ búp á, làm hoa làm nụ á, thì dao động từ 1 tháng đến 2 tháng là tiến hành có nụ. Thì đây thời gian cũng là tháng 10 rồi, sang tháng 11 rồi và tới tháng 1 là 3 tháng. Thì đó là mình tính thời gian chung cho bà con. Nhưng mà mỗi khu vực sẽ có thời gian khác nhau. Và mỗi cái vườn bơ chúng ta neo và bán sớm hay bán muộn đều có chế độ canh tác và phun thuốc nó khác nhau nha. Cái đây là mình nói để cho bà con chúng ta có kinh nghiệm, chứ không phải là ồ ạt à, chúng ta làm một lần là giờ đi bón lăng hết luôn. Thì cái này mình chỉ hướng dẫn chung, nhưng mà còn lại những cái vườn bà con nông dân chúng ta rơi vào tình trạng nào á, cây như thế nào á, thì bà con có thể điện thoại cho mình để mình tư vấn thêm. Thì về việc bà con á thì cũng thắc mắc là nên bón là kali nào, thì theo mình á, theo kinh nghiệm chia sẻ mình á, thì bà con nên bón kali đỏ thôi. Vì trong hàm lượng kali đi á thì đỏ trắng thì nó trên nhau không bao nhiêu, thì vì tùy theo túi tiền của bà con nông dân á, thì bà con có thể bón cái nào nó phù hợp với mình thì mình bón thôi. Thì đó mình khuyên bà con nên bón kali đỏ, còn tùy bà con bón trắng vẫn được không sao hết. Đây mình cũng hướng dẫn bà con là bón rải đều hết. Thì tùy theo vườn nha, nếu vườn nào mà thiếu dinh dưỡng á thì bà con chia làm những đợt bón phân khác nhau, ví dụ như là NPK mình cũng nói bà con á. Còn về cái phân chuồng á nha, cái phân chuồng thì bà con có thể bón thâu những đợt thu hoạch vẫn được và trước những đợt thu hoạch vẫn được. Về phân chuồng thì cái đó mình không đòi hỏi, vì cái đó là phân chuồng nó rất là tốt cây và nó hấp thụ từ từ nên không ảnh hưởng gì. Còn cái hóa học này á, những phân hóa học này á, thì mới áp dụng cho công tác là phân hóa mầm hoa làm hoa. Thì mình cũng nhắc lại là đối với những vườn đang neo quả thì bà con vẫn cứ tiếp tục, có thể là neo quả hay chưa bán thì bà con có những cái chế độ là bón phân riêng. Thì mình nhắc lại là những vườn cây chúng ta rất là suy á thì bà con có thể bón phân luôn NPK. Thì sau đó bà con có thể lượng ước được cái lượng trái mình là khoảng bao nhiêu ngày nữa bón á, thì bà con cứ bón phân bình thường cho mình, không có ảnh hưởng gì hết. Thì sau khi mà mình nhắc luôn á, là những vườn sau khi thu hoạch trái á, thì bà con tiến hành làm cành, phun rửa vườn cho mình và bón phân cân đối, ví dụ như là chung vi lượng nè, NPK này, lăng kali á, thì bà con xem cho cây chúng ta sung và ra hết cơ đọt. Đặc biệt là về cái vấn đề mà côn trùng chích thúc nha, trong cái giai đoạn mà ra đọt non này mình cũng nhắc nhở bà con á là phun thuốc côn trùng chích thúc để tránh tình trạng một số vườn á, cái ngọn tơ chúng ta bị bọ xít cái chích đơ hết ngọn á, thì dẫn đến cái tình trạng mà làm hoa rất là kém, thì qua đó thì dẫn đến tình trạng mà những cái nụ hoa á sẽ yếu dần đi, thì dẫn đến tình trạng mà hoa ra lẻ tẻ rất là nhiều, không có đồng đều. Thì đó là mình nhắc nhở theo quan điểm cá nhân của mình. Thì clip này mình quay cũng tổng thể về vườn, thứ nhất là cào bồn, bón phân, tưới nước và giai đoạn nào xiết nước. Thì đối với tình trạng như thế này thì hiện tại là theo như dự báo mình xem á, thì sắp tới sẽ có 1 đến 2 cơn bão nữa. Thì tùy vào giai đoạn mà vườn chúng ta già hoặc già mức độ nào á, thì con tiến hành khu tùy vào khu vực nữa nha, hết mưa thì con tiến hành ngưng toàn bộ nước không tưới nữa và tiến hành phun chặn đọt để phân hóa mầm hoa cho bơ chúng ta nó có nụ, và sau đó mình sẽ hướng dẫn tiếp cho bà con. Thì clip này mình nói cũng rất là chi tiết và trên hình ảnh cũng rất là cụ thể cho bà con rồi, về làm cành như thế nào, bón phân như thế nào. Thì trong giai đoạn này trở đi á, thì khi chúng ta bón phân xong á, vườn chúng ta có những vườn chúng ta đã qua hết mùa mưa á, nhưng mà có cỏ hoặc là rơm rạ gì á, thì mình khuyên thì bà con cũng phải giữ ẩm cho mình liên tục, vì trong vấn đề mà làm hoa để tránh tình trạng mà vườn chúng ta nó bị thiếu nước và nhụy hoa và phân tầng á, làm hoa chúng ta nó yếu đi á, thì nó thì dẫn đến tình trạng mà đậu hoa nó sẽ không có cao. Thì về vấn đề bơ búp á thật sự rất là khó, nên mình chia sẻ theo quan điểm kinh nghiệm của mình để những bà con chúng ta có thể tìm hiểu thêm và áp dụng thêm đối với vườn của mình. Cái này mình không có nói là bà con bắt buộc phải áp dụng theo quan điểm của mình, thì thật sự rất nhiều bà con nông dân chúng ta sẽ có rất nhiều kinh nghiệm riêng và khác nhau, không ai giống ai được. Thì cái đây mình chỉ chia sẻ riêng cá nhân của mình để cho tình trạng chúng ta mỗi vườn có thể có một cái chế độ khác nhau và chăm sóc
với nhau và học hỏi nhau được nhiều kinh nghiệm hơn để cho vườn chúng ta nó đạt được năng suất cao trong vụ tới. Thì năm 2018 thật sự thì giá per bút cũng hơi là thấp so với mọi năm khác, thì bà con ráng chăm sóc cho đến vụ 2019 thì xem có khác nhau gì không. Thì thật sự là giống per bút nó vẫn dao động là chạm đáy vẫn là 20, nên là mình nghĩ rất là lợi nhuận và siêu lợi nhuận so với những cây trồng khác. Và cái việc chăm sóc thì nó cũng đơn giản, nó chỉ khó ở giai đoạn là làm hoa và chăm sóc hoa đậu trái. Thì những giai đoạn đó thì mình hướng dẫn thật sự cũng rất là nhiều rồi. Ở clip này mình nói cũng rất là nhiều, từ phần thứ nhất tới phần hôm nay là mình quay cũng phần 65 rồi. Thì mình chỉ mong bà con xem và nhớ đăng ký kênh để tạo cho mình những cái động lực để mình quay những cái video tiếp theo cho bà con xem. Thì mình sẽ hứa với bà con là mình sẽ dẫn dắt những video tiếp theo theo từng đợt đối với những vườn bơ làm sớm làm muộn và thu hoạch sớm thu hoạch muộn. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ hướng dẫn từ từ cho bà con xem. Về cái việc mà tưới nước vào giai đoạn này á, thì bà con vẫn tưới bình thường thôi để cho cái lượng phân bón hấp thụ đều dưới gốc. Và một số bà con chúng ta hay có chế độ mà trồng rặt và trồng sen thì nó sẽ có những cái chế độ phân bón và tưới nước sẽ khác nhau nha. Thì tới đó mình sẽ nói riêng. Thì đối với cái vườn mình đang quay cho bà con xem á, thì vườn này là trồng sen canh, dừa cà phê, dừa bơ, dừa tiêu á, nên cái chế độ phân bón giữa những cây trồng nó khác nhau. Nên sau này dẫn đến cái tình trạng mà tưới nước á, thì những bà con mà trồng sát giữa 4 cây cà phê á, thì mình cũng khuyên á, là sẽ có chế độ tưới nước khác. Nên bà con để ý cái này nha. Vì trồng rặt và trồng sen nó khác nhau nên bà con chú ý áp dụng và theo dõi clip. Thì nếu bà con có khó khăn gì á hay là chưa rõ thì bà con sẽ điện thoại số điện thoại dưới để mình tư vấn riêng cho những vườn bà con nông dân. Thì một lần nữa bà con cứ theo dõi hết video. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này ạ.